Xin chào các bạn, trên tay mình đang là cái máy tiện, nó dùng motor 775 thì phải, được bán bởi bangood.com này. Nó tương tự gần như cái máy tiện trước mình chế rồi, nhưng một số bạn không có điều kiện chế có thể mua cái máy tiện mini này. Bây giờ mình sẽ mở nó cho. Nó dùng nguồn này, input là điện vào 110-240V. Đầu ra của nó có thể 12, 15, 16, 18, 19 là max 4.5A. 20/24V là max 4A. Đây các bạn này, chúng ta có thể gạt cái chỗ này, các bạn có thể chọn nguồn ở đây. Cái nguồn này đa năng chứ. Đấy, cái nguồn đa năng là thông dụng lắm các bạn. Mua cái máy tiện này được cục nguồn ngon. Nó thêm bộ này, cái mũi tiện 6 mũi các bạn. Bây giờ là cái máy tiện này. Có vẻ nó rơi lệch cạch các bạn. Vận chuyển từ bên nước ngoài về nên vỡ hết đấy các bạn. Nó vỡ mấy cái mica này. Nó cũng gãy cả mất cái chân motor này. Tí mới tràn lại vào đây. Đấy, nó dùng motor 775 này các bạn. Có lẽ mình sẽ gắn chỗ vỡ này lại đây các bạn, cho nó thẩm mỹ hơn. Các bạn phải tùy chỉnh xa gần này. Để ta gác cái lưỡi dao, cái mũi này, mũi tiện vào đây. Bây giờ mình tìm miếng gỗ mình cứ thử. Chúng ta có thể dùng những miếng gỗ này. Các bạn chỉ cần xác định tâm của nó thôi. Mình thử miếng bé này trước. Nóng quá các bạn, đã hết mồ hôi.
Cái này các bạn tiện chi tiết nhỏ ấy, cái đồ mà các bạn thủ công minh nghệ linh tinh mà chơi ấy, các bạn muốn mua cái máy tiện này có thể chỉ cần liên kết để trong mô tả video rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Cũng lâu rồi mình không làm video nữa, có lẽ tầm độ nửa tháng nữa sẽ quay lại làm video nhiều nhiều hơn các bạn.